Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời chúc mừng các nhà báo nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúc những nhà báo tiếp nối truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục cống hiến, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức và áp lực với đội ngũ báo chí khi tin tức luôn đòi hỏi tính nhanh nhạy, chính xác trong bối cảnh thông tin vô cùng nhiều và vô cùng nhanh, và báo chí phải định hướng phục vụ cho công tác tư tưởng. Phó Thủ tướng cũng cho rằng vẫn có những vấn đề đặt ra trong cơ chế quản lý và tính nhạy bén của từng phóng viên. Đấy là chúng ta phải làm sao có cái cơ chế mà cái này nhà nước phải cùng cam chịu. Các báo không thì một phần nhưng phải có những chuyện phải có nhà nước. Đấy là phải tăng cường. Bây giờ đào tạo tập huấn thì tôi biết chúng ta làm rất thường xuyên. Riêng Hội Nhà báo có trung tâm đào tạo một năm, anh Thuận Hữu nói với tôi là 4.000 lượt đào tạo. Chưa kể các trường, các trung tâm tập huấn. Nhưng mà tôi cũng nói chúng ta cũng phải bàn cái này. Tăng cường nhưng mà không chỉ đào tạo về lý thuyết. Mà chắc là cách tốt nhất là mời rất nhiều các cơ quan thuộc các lĩnh vực. Đấy, phải chịu khó, ngoài cung cấp thông tin cho báo chí rồi, phải tham gia vào cái cuộc gọi là đào tạo tập huấn này. Chủ yếu là bởi vì anh em người ta không biết. Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết, trong chiến lược hoạt động, VOV có được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và sự phối hợp cộng tác của các đồng nghiệp báo chí trong cả nước. Đây là một phần giúp VOV có bước tiến phát triển như ngày hôm nay. Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đang tái tổ chức để bộ máy tinh gọn hơn, lực lượng cán bộ giàu kinh nghiệm và đội ngũ phóng viên vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có bản lĩnh chuyên môn tốt.